Rồi Sơn xin chào cả nhà mình nha. Thì hôm nay là ngày rằm tháng giêng rồi. Thời gian trôi rất là mau luôn. Thì hôm nay việc làm thiện nguyện đầu năm của nhà vườn bonsai Kim Sơn. Rồi thì Sơn, nhà vườn Sơn cùng với kênh của Lê Thị Nhi, vợ của Cú Đấm Thép TV á, bên Mạnh Thường Quân của kênh Lê Thị Nhi cũng ủng hộ khá là nhiều, nên là bên Sơn thì không có của nhưng mà góp công để mà cùng làm tôn tạo lại cái con đường vô trong nghĩa trang của thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Nói chung là cái đường nó cũng khá là xấu rồi, đi á, cái xe nó đi, cái xe đưa hòm đi á, đó là nó nghiêng ngã rất là nhiều, cho nên là mình cảm thấy rất là xót xa cho cái người nằm bên trong đó, nên là mình quyết định là mình là làm gieo duyên đầu năm lấy lộc đó. Thì cũng hôm nay cũng mấy anh em tới, mình cũng xin địa sở đất đai ở đây trước qua một lần, xong đó là mình tiến hành mình làm đó. Thì sẵn ở đây á, nó có một số xà bằng. Đó, có một số xà bằng cho nên là mình xin cái số xà bằng này mình đắp đường đó. Rồi còn cái đoạn nào mà không có cái này thì chỉ dùng được một đoạn thôi, còn còn lại là mình phải nung đất, mình phải mua đất mình nung cho đường nó ok hơn đó. Thì một đoạn cũng khá là dài, khoảng mấy trăm mét đó cả nhà đó, nên là cũng may là cái tâm nguyện của Sơn đấu đấu từ đầu năm, từ hồi trước Tết à. Tại vì bên Sơn là có chiếc xe bonsai Kim Sơn á, chuyên phục vụ chiến xe không đồng á, thì cái đám tang hay này nọ đồ chở từ thiện gì là chơi hết, đó là cứ phục vụ miễn phí vậy thôi. Nhưng mà trong cái những cái lúc mà đưa đám tang á, mình thì không có chở hòm đâu, nhưng mà mình chỉ chở vật tư đồ theo thôi đó. Nhưng mà mình thấy cái xe hòm á đi rất là nghiêng ngã rồi, mình rất là xót xa đó. Nhiều khi nó đổ cái ly nến, ly đèn rồi ở bên trong luôn đó, nên là mình rất là xót xa, nên là mình quyết định mình thoảng ngỏ lời với lại chỗ Lê Thị Nhi đó. Thì Nhi cũng đã đồng ý đó, thì xin trích cái quỹ của bên Lê Thị Nhi thêm để mà làm cái con đường này cho nó phục vụ cho cả người âm và người dương luôn đó. Rồi thì Sơn cũng rất cảm ơn sự đồng hành của quý khán giả đã đồng hành cùng Sơn. Đó là những cái động lực rất là lớn để cho nhà vườn làm những công việc thiện nguyện tốt hơn để phục vụ cho xã hội nha. Sở đất đai ở nơi này, con là Huỳnh Kim Sơn, đại diện cho vườn bonsai cây cảnh Kim Sơn. Hôm nay đến đây để xin địa sở đất đai về phúc mặt nơi này cho chúng con góp công để tu tạo cái con đường vào nghĩa trang cho nó ngon lành hơn, để những cái chuyến xe đưa hòm đi nó êm xuôi hơn đó. Thì trong sự làm đợt này thì có nhà vườn bonsai Kim Sơn, kênh của Lê Thị Nhi và các mạnh thường quân của Lê Thị Nhi, thì trong đó cũng có đồng hành của Cú Đấm Thép đó. Thì rất cảm ơn sự chia sẻ và đồng hành của quý mạnh thường quân cùng với lại tụi con để mà làm con đường này đó. Thì cho tụi con xin phép để mà làm con đường này mau hoàn thành, trơn tru và thuận lợi để mà phục vụ cho cả người âm và người dương luôn đó. Thì nếu mà trong quá trình làm có những gì sơ suất
Không phải thì kính mong quý đại sở đất đai và nghĩa trang nơi này linh thiêng bỏ qua cho đứa con đó, phụ trợ cho đứa con làm con đường hoàn thành tốt. Con xin tạ ơn. Rồi Sơn rất cảm ơn cả nhà mình đã đồng hành cùng với Sơn nha. Đó thì đây là những cái con đường mình chuẩn bị mình sẽ sửa đây. Đó. Cái này là những cái ổ gà. Đó rất là đi nó rất là khó đi. Đó. Cái xe đưa hòm đi là nó bị nghiêng ngã rất là nhiều. Đó đây là những cái ổ gà nè. Đây. Nên là mình quyết định là mình sẽ làm cái này. Đó. Đây là khu nghĩa trang. Đó đây nè, nhà xem nè. Đây, cái ổ gà khá là to. Đó là mình sẽ, Sơn sẽ quyết định tu sửa đoạn này và một đoạn chính ở bên kia nữa. Đó thì hy vọng rằng cả nhà mình đồng hành ủng hộ luôn nha.